rượu tác dụng với axit vô cơ mà các em tập trung lên trên này. Rượu tác dụng với axit vô cơ thì như thế nào? Thầy lấy ví dụ như sau. Đối với HCl hay là HX, có thể là H-brom, có thể là H-iốt, ta có phương trình như sau. ROH cộng HCl thì bản chất của quá trình phản ứng ở đây khi có H2SO4 đặc, đó là H cộng của HX hay là của HCl sẽ kết hợp cùng với nhóm OH của rượu để tạo phân tử nước, và sản phẩm sinh ra sẽ là RGlo dẫn xuất halogen và nước. Đây, đây là dẫn xuất halogen nhưng là sản phẩm của quá trình phản ứng giữa rượu và axit vô cơ. Ví dụ như C2H5OH cộng HCl H2SO4 đặc sẽ thu được C2H5Clo cộng nước. Hoặc ví dụ như propan 2 ôn cộng HCl thì cái nhóm OH này sẽ kết hợp cùng với H cộng của HCl để tạo nước và tạo thành CH3CH Clo CH3. Đấy, các em lưu ý cho thầy. Cũng có thể một rượu hai chức thì sẽ cần hai phân tử HBr để tạo ra được CH3CH Brom CH2 Brom cộng nước, tạo dẫn xuất đi halogen. Đấy, chứ không đơn thuần chỉ là rượu tác dụng với axit hiểu cơ để tạo ester. Các em rất lưu ý cho thầy. Thường những bài toán này và những phương trình này sẽ rơi vào những bài toán điều chế hoặc sơ đồ biến hóa. Các em cần chú ý. Hoặc đối với axit HNO3, đối với HNO3 tác dụng với rượu, sản phẩm sinh ra đôi khi chúng ta nhầm thành phản ứng nitro hóa và tạo thành sản phẩm nitro, nhưng thực ra nó lại không phải như vậy. Các em hãy tập trung lên trên này. Ví dụ như một phương trình tổng quát là ROH cộng với HNO3, ta lưu ý HNO3 thầy đã tách thành HO và NO2, thì lúc này nguyên tử hydro trong nhóm OH của rượu sẽ kết hợp với